Thưa quý vị và các bạn, do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ phổ biến là ít mưa, trời rét. Dự báo ngày hôm nay thời tiết tại Bắc Bộ tiếp tục ổn định, trời nhiều mây và không mưa, nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 17 đến 20 độ. Khu Tây Bắc cao hơn với nhiệt độ dao động trong ngưỡng 22 cho tới 25 độ. Về đêm nhiệt độ giảm xuống, trong khoảng chỉ còn từ 11 đến 15 độ, vùng núi có nơi thấp hơn, thậm chí là một số nơi vùng núi cao có thể dưới ngưỡng 8 độ. Sang hai ngày tới, không khí lạnh còn tiếp tục dồn xuống nên trời tiếp tục nhiều mây, rét khô, vùng núi phía Bắc xuất hiện rét đậm, rét hại. Một số nơi trung du và đồng bằng cũng có thể đạt ngưỡng rét đậm, với mức nhiệt cao nhất từ 16 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Với diễn biến thời tiết như vậy thì quý vị chú ý mặc ấm, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ, đồng thời bổ sung các vitamin và khoáng chất cần thiết, nghỉ ngơi điều độ, sinh hoạt thể thao lành mạnh, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Sang đến ngày 20 tháng 2, không khí lạnh có dấu hiệu suy yếu và nhiệt độ có xu hướng tăng dần, cao nhất ngày từ 18 đến 21 độ, riêng khu vực Tây Bắc thì có nơi cao hơn. Đối với các tỉnh miền Trung, do không khí lạnh đẩy sâu xuống phía Nam nên khu vực Bắc Trung Bộ tương tự như thời tiết ở vùng đồng bằng Bắc Bộ là phổ biến ít mưa và trời rét với nhiệt độ dao động trong ngày vào khoảng từ 16 đến 19 độ, sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, do đới gió Đông Bắc kết hợp với địa hình đón gió nên trong 3 ngày tới tiếp tục có mưa rải rác, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, với nhiệt độ 3 ngày tới lần lượt là 20 đến 23 độ, 21 cho tới 24 độ và 23 đến 26 độ. Trong khi đó, các khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận do ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên chủ yếu có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 30 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong thời đoạn 3 ngày tới sẽ ít có sự biến đổi, ngày nắng có mưa rông rải rác ở Tây Nguyên. Về nhiệt độ, mức nhiệt độ ban ngày dao động chủ yếu trong khoảng từ 31 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ, một vài nơi miền Đông Nam Bộ thì nhiệt độ có thể cao hơn, và tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên thì nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 30 độ. Ban đêm nhiệt độ giảm dần, tại Nam Bộ tiết trời khá mát mẻ với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 22 đến 25 độ, một số nơi ở miền Đông Nam Bộ thì còn dưới ngưỡng 22 độ. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng chủ yếu dao động xung quanh ngưỡng 16 cho tới 20 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm trong ngày 18 và ngày 19, sau đó thì mức độ rét giảm dần. Nhiệt độ cao nhất 2 ngày đầu từ 17 đến 20 độ. Sang đến ngày 20 thì nhiệt tăng nhẹ khoảng 1 độ. Phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 18 đến ngày 20 phổ biến không mưa, trời rét đậm trong 2 ngày đầu, nhiệt độ cao nhất là từ 16 đến 19 độ. Sau đó sang đến ngày 20 thì mức độ rét giảm dần, nhiệt độ ban trưa từ 18 đến 21 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, phía Bắc trời rét đậm trong ngày 18 và ngày 19, sau đó mức độ rét giảm dần. Mức nhiệt cao nhất 2 ngày tới phổ biến từ 16 đến 19 độ, đến ngày 20 thì nhiệt tăng nhẹ ở ngưỡng từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 3 ngày tới, phía Bắc có mưa, mưa rào, phía Nam có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày 18 là từ 20 đến 29 độ, phía Nam cao hơn. Hai ngày sau thì nhiệt mỗi ngày tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Đến với vùng cao Tây Nguyên, trong 3 ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều dao động xung quanh ngưỡng 26 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ từ ngày 18 đến ngày 20, đêm không mưa ngày nắng, nền nhiệt ban trưa không vượt quá ngưỡng 34 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới phổ biến không mưa, trời rét đậm trong ngày 18 và ngày 19, sau đó thì mức độ rét giảm dần. Nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày đầu là từ 16 đến 19 độ, sang đến ngày 20 thì nhiệt tăng nhẹ khoảng 1 độ, ở ngưỡng là từ 18 đến 21 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây thì có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Mọi hoạt động hàng hải và các ngư dân đánh bắt cá cần chú ý đề phòng, hạn chế ra khơi.
Thưa quý vị, ngày hôm nay các tỉnh thành miền Bắc đã nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh với bản chất khô nên tiết trời khô ráo hơn, nên nhiệt độ trong ngày vẫn còn tiếp tục giảm thêm. Dự báo nhiệt độ cao nhất sẽ dao động ở trong ngưỡng từ 16 cho đến 19 độ. Riêng khu vực Tây Bắc vẫn là nơi có nhiệt độ cao hơn. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống ngưỡng khá thấp với mức nhiệt độ thấp nhất rơi vào khoảng 10 đến 13 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Ở vùng núi cao như Sapa, Mẫu Sơn có thể xuống thấp dưới 6 độ. Do vậy, trong ngày hôm nay, ở khu vực vùng núi sẽ có rét đậm, có nơi rét hại. Ở khu vực vùng đồng bằng sẽ ở ngưỡng xấp xỉ rét đậm. Đối với các tỉnh miền Trung, ở khu vực Bắc Trung Bộ, cùng chung kiểu hình thế nằm trong khối không khí lạnh khô, nên ngày hôm nay phổ biến ít mưa và cũng khá khô ráo. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh cũng đã gây giảm nhiệt mạnh cho khu vực này, với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ giảm xuống tới ngưỡng 17 cho đến 20 độ. Và rét đậm cũng có nhiều khả năng xuất hiện ở khu vực này. Quá trình tăng cường dồn xuống phía nam của khối không khí lạnh gây ra hoạt động của đới gió đông bắc mạnh dần lên ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, kết hợp với điều kiện địa hình sẽ gây mưa ở nhiều nơi, tập trung chính là ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến tận Khánh Hòa, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này cũng sẽ giảm xuống ngưỡng 21 cho đến 24 độ, trời rét về đêm và sáng. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Nam, từ Ninh Thuận vào đến Bình Thuận, ít chịu tác động của không khí lạnh nên ít mưa hơn và chỉ xuất hiện mưa rào cục bộ, nên nhiệt độ ở đây cũng có giảm nhưng không nhiều, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sang ngày hôm nay thời tiết vẫn khá là khô ráo. Cả hai khu vực này vẫn phổ biến ít mưa, về tối và đêm ở khu vực Tây Nguyên có thể xuất hiện mưa cục bộ một vài nơi nhưng với lượng mưa nhỏ. Với sự khuếch tán xuống của không khí lạnh cũng sẽ gây giảm nhiệt cho các khu vực này. Ở khu vực Tây Nguyên khả năng sẽ giảm nhiệt nhiều hơn cùng với điều kiện địa hình nơi đây nên nhiệt độ về đêm giảm đến khoảng 16 đến 19 độ. Còn ở Nam Bộ, ban đêm se lạnh với mức nhiệt từ 21 cho đến 24 độ. Và ban ngày trời có nắng với mức độ vừa phải, với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ và ở Nam Bộ là từ 30 cho đến 33 độ. Tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết cụ thể tại một số đô thị lớn trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội nằm trong khối không khí khô có cường độ mạnh. Do vậy mà tuy tiết trời khô ráo nhưng nền nhiệt độ lại giảm khá mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này chỉ dao động xung quanh mức 17-19 độ. Về ban đêm, nhiệt độ giảm sâu xuống ngưỡng 11-13 độ. Như vậy, ngày hôm nay sẽ trở nên rét buốt, về đêm và sáng sẽ bị rét sâu hơn. Với tiết trời rét như thế này, quý vị cần mặc đủ ấm, đặc biệt là khi đi ra đường vào khoảng thời gian chiều tối, đêm và sáng sớm, nên có áo khoác đủ dày để đảm bảo sức khỏe. Thành phố Cảng Hải Phòng cùng nằm trong xu thế thời tiết với khu vực thủ đô Hà Nội. Vì thế nơi đây ngày hôm nay cũng chuyển khô ráo, nhưng do nằm về phía khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và gần biển nên chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc mạnh hơn, lại mang hơi nước từ biển thổi vào có phần rét đậm hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây dao động xung quanh ngưỡng 16 cho đến 18 độ, ban đêm thì nhiệt độ thấp nhất là từ 10 cho đến 12 độ. Thời tiết khô ráo nên cũng khá thuận lợi cho mọi hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên quý vị cũng không nên chủ quan mà cần phải mặc đủ ấm để tránh bị nhiễm lạnh. Đến với thành phố Đà Nẵng nằm ở khu vực Trung Trung Bộ, sang ngày hôm nay mưa có phần gia tăng do khối không khí lạnh tiếp tục dồn mạnh xuống với hoạt động của đới gió Đông Bắc có cường độ mạnh duy trì. Tuy mưa có thể không mạnh mẽ nhưng sẽ kéo dài trong ngày, cho nên sẽ gây nhiều cản trở cho mọi hoạt động sinh hoạt cũng như các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây. Nhiệt độ ở đây cũng giảm thấp, cao nhất ban ngày giảm xuống ngưỡng từ 21 cho đến 22 độ và nhiệt độ ban đêm giảm xuống ngưỡng từ 18 cho đến 19 độ nên trời sẽ chuyển rét về đêm và sáng. Đến với thành phố Đà Lạt thuộc vùng núi Tây Nguyên, nằm trong xu thế chung của thời kỳ mùa khô nên thời tiết cũng khá là khô ráo và dễ chịu. Tuy nhiên, sang ngày hôm nay, không khí lạnh cũng có phần khuếch tán xuống, sẽ gây giảm nhiệt độ ở nơi đây. Nhiệt độ cao nhất ban trưa ở mức từ 20 cho đến 22 độ. Với điều kiện địa hình nơi đây, nhiệt độ về đêm giảm xuống ngưỡng khá thấp, từ 11 cho đến 13 độ, nên quý vị cũng cần mặc đủ ấm để tránh cảm lạnh. Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở khu vực miền đông của Nam Bộ, ngày hôm nay vẫn hầu như không có mưa. Ban ngày còn nắng nhiều nhưng mức độ không gay gắt, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Ban đêm nhiệt độ giảm nhanh xuống mức 21 đến 23 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho lưu thông hay các hoạt động ngoài trời diễn ra trong ngày đầu tuần mới. Đến với thành phố Cần Thơ, thời tiết khá là dễ chịu. Nơi đây tiết trời khô ráo với ban ngày trời có nắng nhẹ. Mức nhiệt độ cao nhất vào ban trưa dao động xung quanh ngưỡng 30 đến 32 độ. Nhìn chung kiểu thời tiết này khá thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây, cũng như các hoạt động tham quan du lịch của du khách khi đến với Cần Thơ.